Nếu nếu mà 7 mét là để sang năm tháng 2 tháng 3 thì mới được. 7 mét tháng 2 tháng 3 thì mới được chứ còn 7 đúng rồi. Mới được. Chỉ hàng rừng chơi hàng rông này mới chơi được thôi. Cái gió to mới lên được thôi. Mùa áp thấp nhiệt đới thả hết. Ôi gió đẹp quá. Nó cao gió đẹp. Rồi chuẩn bị cho ra đâm con này nhá. Con này 4 mét rưỡi đây. Chạy nó được rồi, chuẩn bị đi ra cho đâm con 4 mét rưỡi đây nhá. Gió chân hơi yếu, chắc có phải chạy 2 nhịp. Chắc là rồi, chuẩn bị dây leo, dây lung thì xong xuôi đó. Rồi, chuẩn bị lại. Anh cũng phát trực tiếp cho công chúng biết. Đây. Rồi về. Ở đâu gió chân rồi đấy. 1 1 2 3 lên đó. Lên đảo. Hòa âm. Rồi, đang chăn diều đấy. Đấy. Lên. Lên lên. Xả dây đi, ông xả thêm dây đi. Đó, gió chân lên rồi, gió chân mặt rồi đấy. Ngóc ngóc lên rồi đâu? Lên chứ. Đang xả thêm dây đây. Cắt lên đi. Chắc chưa cất lên được. Cho cất lên đi, cho cất lên đi. Ông giữ đứng cho nó cất lên. Chưa có gió, đang phải chăn mệt quá. Đang chăn nhiều đó. Con kia lên ở trên lại đứng im luôn, gió trên đẹp lắm. Mất mẹ nó chân. Đang chăn. Đang chết. Gió nó đang rất là dưới đất này, nó không lên được rồi. Mất chó chân rồi. Thôi. Ở dưới đó. Rồi, ok. Đẹp bạc, mất chó chân. Qua chạy để ta đã chỉnh lèo lên xíu nữa. Lèo hơi lùn. Rồi, các bạn đây. Không lên nổi nha các bạn nhé.